hình tượng hoa ban nở. Từ hàng ngàn đời nay, hoa ban đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của con người Tây Bắc. Những đóa ban với vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng, không những tượng trưng cho sự chung thủy chân thành và thanh cao của người phụ nữ Thái, mà còn mang ý nghĩa thể hiện sức sống mạnh mẽ, kiên cường của những người con Tây Bắc. Khi mùa ban trắng thần tiên bừng lòng, khắp Tây Bắc lại xuất hiện những nàng tiên từ chính thiên đường trên mặt đất. Những bàn tay tảo tần ruộng nương, miệt mài khéo léo dệt theo muôn sợi bông thổ cẩm, lại quên đi mệt nhọc lao động thường ngày để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ giữa sân khấu cuộc đời. Khi chim ca bướm lượn trong rừng thơm suối ngần, những má hồng mặt hoa miên man vũ điệu xòe, năm ngón búp mây vươn đóa ban muốt bay, năm cánh hàng mát tém trên áo phóng của những thiếu nữ dân tộc Thái, với dáng tiên mềm mại, tươi sáng trong ngần và đẹp tuyệt trần, cũng như cùng Tây Bắc bay lên. Bắt tân khẩn đang lông tôi cần. Hey!
chưa khắp con son với tôi cũng tung mình đã mua thôn tình anh gái mua cùng lánh nhìn thắp sáng ơi nào anh mua cùng em ơi nào em mua cùng anh trong tiếng khen ngân vang trong tiếng nhạc rộn ràng tung theo ngàn người trong màn đường tới đây tháng mười đồng của muôn người dân tới đây mà thấy mà mê mà chưa chán tình người thương nhau như vui trong hồi này hay múa vui quanh trung chiều cân này mời xuống con phong cân mời sẽ chớ nhân con mời ông má cùng ngồi ông má ôm eo đến con chúc mừng ông má ôm eo nắm hay lùn xa tiếng lầm tiếng khắm bọn con mỗi nhớ xuống phường nằm căm chân cừn má cháu lên còn nắm tiền hung dương và con nhân dân đã và đang có mặt cùng chứng kiến những trận chiến tiếp